Thưa quý vị và các bạn, con người từ khi ra đời đã tồn tại cái tôi. Đó là sự tự nhận thức của một người về tư cách, nhân phẩm hoặc giá trị của chính mình, đặc biệt là để phân biệt mình với thế giới bên ngoài và các cá nhân khác. Cái tôi trong mỗi người phát triển theo thời gian trong quá trình sống của con người. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc nhận thức cái tôi tích cực và cái tôi tiêu cực là rất mỏng manh. Chính cái tôi quá lớn đã giam cầm một số người trong nhà tù của sự tự mãn và kiêu căng của chính mình. Vậy làm sao để cởi bỏ bớt gánh nặng của cái tôi đó ra? Làm thế nào để kiểm soát được trạng thái tâm lý tự ti mặc cảm? Hay ngược lại, tâm lý tự cao tự đại của mình? Làm sao để có thể vượt ra khỏi cái tôi tiêu cực, cái bản ngã nghiệp chướng của chính mình để có thể là một người tự do, được sống hồn nhiên, yêu đời và hạnh phúc? Cuốn sách mà chúng tôi giới thiệu với các bạn tuần này sẽ là chiếc chìa khóa giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên. Hãy làm chủ cái tôi của bạn là cuốn sách đầy ắp những ý tưởng và giải pháp sẽ giúp bạn đối phó với những điều thất vọng của cuộc sống. Trong khi bạn không thể thay đổi con người và những tình huống, hãy làm chủ cái tôi của bạn sẽ giúp bạn duy trì sự tích cực trong môi trường tiêu cực. Hàng ngày, bạn là người lựa chọn cách bạn sẽ phản ứng với mọi người và các tình huống. Cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt lên trên đám bụi của cuộc đấu tranh hàng ngày, làm cho rất nhiều người ngột ngạt và mù quáng. Khi mọi thứ trở nên không ổn, không như ý muốn, những kinh nghiệm cuộc sống hoặc sẽ làm cho bạn trở thành tệ hơn hay tốt hơn, mạnh mẽ hơn hay yếu ớt hơn. Nếu bạn bị áp đảo bởi những điều đó, hãy làm chủ cái tôi của bạn và hãy để chúng khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy làm chủ cái tôi của bạn là một cuốn sách hay và vô cùng ý nghĩa, giúp bạn cởi bỏ cái tôi nặng nề để bạn luôn là một người tự do, ung dung, tự tại, được là chính mình trong cuộc đời này. Thư viện Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cùng.